Ai, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là tối ngày 19 tháng 2 năm 2022. Con thuyền lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ uh, nhà Trịnh dưới thời của các vua Lê Trung Hưng. Thì trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ 9 của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Sâm. Ông sinh năm 1739 và mất năm 1782 là vị chúa thứ 9. Chỉ vì trong 15 năm từ năm 1767 đến năm 1782 thời đầu các chị ông cũng anh minh sáng xuất nhưng càng về sau thì ông xa đà và tiểu sắc làm việc triều uh, chính bị rối loạn, uh, nhân dân đói khổ, tin dùng tuyên phi đặng thị huệ và quận huy hoàng đình bảo dẫn uh, đến là uh, sự suy vong của nhà trịnh sau này và ông thọ 44 tuổi, ông đã chuyển ngôi cho con của mình chính là trịnh cán khi lúc đó mới là 5 tuổi. hôm nay chúng sẽ chia sẻ về vị chúa thứ 10 của nhà trịnh đó chính là chúa trịnh cán, trịnh cán sinh năm 1777 và mất năm 1782 là vị chúa thứ 10 của nhà Trịnh thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam ở ngôi từ tháng 9 đến tháng 11 năm 1782 là con trai của chúa Trịnh Sâm và tuyên phi Đặng Thị Huệ. Trịnh Cán sinh và mất tại Thăng Long khi mới 6 tuổi. Ông trị vì trong thời kỳ của vua Lê Hiển Tông 1740-1786. Trịnh Cán sinh năm 1777 là con thứ của chúa Trịnh Sâm nên ngôi thế tử năm 1780 sau khi anh là Trịnh Khải bị phế chuốt và vì vụ án năm canh tí. Theo Hoàng Lê Nhất Thông Chí ghi lại rằng khi Đặng Thị Huệ mang thai trịnh xâm liềm sai người đi nễ khắp trăm thần để cầu sinh con thánh. Khi Cán được sinh ra, Chúa hết sức yêu mến. Lúc đầy trăm ngày, Chúa lấy tên của mình lúc nhỏ là Cán đặt cho nó để tỏ ra nó cũng giống mình. Hoa thi hương năm ấy, Chúa lấy hai câu Sơn Xuyên Anh Nục, Hà Hải Tú Trung, khí thiêng của sông núi tụ lại sự tốt đẹp của biển hồ, trung đúc nên để làm đề thi các quan văn cũng có nhiều kẻ lấy chữ tinh huy hải nhuận sao sáng biển hòa cái điểm sinh thánh nhân làm câu chúc mừng lúc vương tử cán đầy tuổi cốt cách tướng mạo khôi ngô đẫy đà khác hẳn người thường đến khi biết nói cán đối đáp gãy gọn cử chỉ không khác gì người lớn mỗi khi các quan văn võ vào thăm vương tử tiếp đón với dáng bộ nghiêm chỉnh có người uh, cách hàng năm mới gặp vương tử cũng vẫn nhớ rõ tên kể lại chuyện cũ vanh vách chúa sai quan uh, từ Hàn làm bài tục 16 chữ để viên A bảo viên trông nom việc nuôi nấng dạy dỗ con cái của vua chúa dạy truyền uh, miệng cho vương tử. Vương tử chỉ nghe qua một lượt là đọc thuộc liền. Thấy vậy, Trịnh Sâm càng yêu quý vương tử cán bội phần. Trịnh Cán là một đứa trẻ mắc bệnh đã lâu, tinh khí khô hết, da mặt khô, rốn nổi to, gân thời xanh, chân tay gầy gò vì thế thế tử trong chốn màn the chướng phủ ăn quá no, mặc quá ấm, nên tạng phủ yếu đi khi gia nhi Lê Hữu Trác. Theo lệnh chúa trịnh xâm chữa bệnh cho ông thì bọn ngự y ghen tị với Lê Hữu Trác lên đơn thuốc của Lê Hữu Trác không được sử dụng vì vậy trịnh cán vẫn bệnh mãi không khỏi. Sách khâm định Việt sử thông giám cương mục chính biên quyển số năm tờ 24 chép thư như sau. Trịnh cán mắc bệnh từ khi còn phải bế ám tay chân thân thể ốm yếu bao nhiêu thuốc thang chữa vẫn không khỏi. Thế mà kể từ khi trịnh khải bị tội bỗng dưng bệnh tình của trịnh cán ngày một giảm dần coi bói mọi sự đều thuận. Trịnh Sâm thấy nản vui vẻ lắm, bày tôi trong kinh ngoài trấn, cùng chúc mừng và khuyên Trịnh Sâm nên sớm nhập người nối nghiệp, cốt mau thống nhất nhân tâm. Trịnh Sâm nghe theo, mẹ của Trịnh Sâm là thứ phi Nguyễn Thị Ngọc Diễm, nói với Trịnh Sâm rằng Khải với Cán đều là cháu nội của già này, nhưng già này nghĩ rằng Khải đã trưởng thành mà Cán thì còn quá nhỏ, lại đau yếu luôn, già này chỉ mong vương thượng coi trọng tôn miếu xã tắc, hãy tạm để khuyết ngôi kế tự, chờ xem Khải có răn mình mà sửa nối hay không. Nhượng nhược bằng không thì hãy đợi đến khi cán đã lớn cũng chẳng có gì nào buồn trịnh sâm nói việc lớn của nước nhà cốt sao tìm được người xứng đáng để phó thác nếu như bệnh tình của cán không khỏi thì thà lập trịnh bồng trả lại cơ nghiệp cho ngành cả của nhà bác thái phi nghe vậy không nói gì thêm nữa không định việc sử thông giám cương mục chính biên uh, chép lại khoảng mấy năm này bệnh cũ của trịnh sâm lại tái phát luôn khiến cho trịnh sâm rất sợ nắng gió thường ở sâu trong cung kể cả lúc ban ngày cũng phải đốt nến chỉ những ngày chiều đại chiều trịnh sâm mới chịu đi ra ngoài còn không thì không bao giờ đi cả đẩy đến đây bệnh trở nên nguy kịch đặng thị huệ ngày đêm trầu trực ở bên cạnh các quan đại thần chỉ có hoàng đình bảo tạ duy thủy và nê đình châu cùng ba người nữa được quyền ra vào mà thôi đặng thị huệ nói với trịnh sâm rằng thiếp được vương thượng yêu thương quyến luyến bội phần nhưng nay vì trăm tội đều đổ lên đầu thiếp chẳng biết rồi nay mai mẹ con thiếp gửi thân vào đâu Trịnh Sâm An nổi rằng danh vị thế tử đã định rõ sau này nước là nước của thế tử còn no nắng gì nữa. Trịnh Sâm quay sang nói với Hoàng Đình Bảo rằng ngươi hãy cố sức giúp uh, ra nập thế tử cho yên lòng. tháng 9 năm 1782, Trịnh Sâm mất, Đặng Thị Huệ và Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo nập Trịnh Cán lên ngôi chúa với tước hiệu là Điện Đô Vương, lúc đó Trịnh Cán mới 6 tuổi. Sau khi chúa tắt thở, quận Huy một mặt cắt đặt cho các quan no niệu việc tang lễ, một mặt sai thùy trung hầu, sao lấy mấy bản thư cố mệnh và tờ uh, sách phong tuyên phi đưa ra chính phủ để cho các quan triều tâu nên vua nê. Ngay hôm ấy, vua Lê hạ sắc dụ nập thế tử cán làm điện đô vương, Trăm quan điền đem nghi trượng binh lính đến cửa kính thiên để rước sắc phủ để rước sắc về phủ chúa đến phủ quan a bảo diễm quận công trần xuân huy bế thế tử trịnh cán đã được mặc áo chiều, đội mũ mang đai màu hoa quỳ ra đứng ở sân quỳ xuống nhận sắc sau đó ngoài phủ đường đã đặt sẵn sập ngự à, quận diễm bồng thế tử cả lên ngôi chúa các quan theo thứ tự lần lượt vào lễ mừng lễ xong quận diễm lại bế chúa mới vào cung huỳnh để lại thánh mẫu rồi sau đấy mọi người đều thay triều phục mặc áo để làm lễ phát tang tuyên phi đặng thị huệ trở thành người điều khiển triều chính giúp con cùng với huy quận công hoàng đình bảo khiến quân đội và nhân dân bất bình tháng 10 năm 1782 dự vũ là tay chân của trịnh khải suối kiêu binh lính tam phủ nổi loạn giết chết Hoàng Đình Bảo, chất ngôi trịnh cán và giáng xuống làm cung quốc công. Tuyên phi Đặng Thị Huệ bị chất xuống làm thứ dân sau tự tử. Trịnh cán bị đưa ra ở phủ lượng quốc rồi ốm chết ở một ở ngôi được một tháng Thì, trong số ngày hôm nay, Trung đã chia sẻ về vị chúa thứ 10 của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Cán. Ông uh, tại vị được có 2 tháng, từ tháng 9 năm 1782 đến tháng 11 năm 1782, và sau đó đã bị kiêu binh đổi loạn. Và uh, người kế vị ông đó chính là Trịnh Khải, cũng là người anh trai của ông và là con của Trịnh Sâm. thì uh, Bắt đầu từ đây, uh, nhà Trịnh đã đến hồi suy vong, thì, uh, trong số tiếp theo Trung sẽ chia sẻ uh, những vị chúa cuối cùng của triều đại nhà Trịnh trong uh, uh, lịch sử Việt Nam dưới thời của các vua Lê Trung Hưng. Hôm nay cũng là tối thứ bảy, cũng là một ngày rất là mưa lạnh. Thì uh, chúc cho các bạn và gia đình có một buổi tối uh, thật nhiều niềm vui cũng như là uh, tình hình dịch bệnh hiện nay đang bùng phát rất là mạnh, chúng ta cũng hãy cố gắng uh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như là phòng dịch để hạn chế việc lây nhiễm uh, uh, COVID-19. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.